Rồi, Điện thoại Ngọc Sương mến chào tất cả anh chị cô chú. Chiều hôm nay là ngày 23 tháng 8, thì bên nhà em cũng sẽ giới thiệu cho anh chị một số cái mã máy Android nha. Hàng mới full hộp có nha anh chị, và máy đã qua sử dụng cũng có nha. Nói chung là nó rất nhiều mẫu mã. Đó, hôm nay thấp nhất là 650 ngàn và cao nhất là 3 triệu rưỡi nha anh chị. Đó, mình xem con nào ok thì mình liên hệ trực tiếp cho em để chốt hàng ha. Với số điện thoại là 0879 182 796. Số Zalo cũng là số này luôn. Và địa chỉ bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nha. Rồi anh chị mua hàng bên em thì mình không cần phải cọc nha anh chị, khách uy tín không cần phải cọc nha. Nhận hàng mình cứ việc kiểm tra ra, mở hộp kiểm tra ra, test máy ok đúng như hàng quảng cáo thì anh chị nhận hàng nha. Còn nếu mà anh chị mà cảm thấy mà hàng không có đúng như những gì trên quảng cáo, shop quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng. Em ship toàn quốc cho anh chị là ở xa tầm khoảng 3 đến 4 ngày có, còn tầm gần gần thì tầm khoảng 1 2 ngày là mình có hàng rồi nha anh chị. Rồi, mã đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là em sẽ giới thiệu cái dòng máy full hộp trước nha. Máy full hộp này là máy mới 100% chưa qua sử dụng nha anh chị. Rồi, mã đầu tiên của dòng máy full hộp là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A56. Oppo A56 bản 5G cho anh chị nha. Em còn một con duy nhất bản màu là màu xanh nhạt này. Hàng mới chưa xài nha anh chị, Oppo A56 5G. Con này bản RAM là RAM 4 bộ nhớ là 128GB nè. Đó. RAM 4 bộ nhớ 128GB hỗ trợ mạng 5G cho anh chị nha. Và con này pin cũng nói tới 5000 mAh. Oppo A56 5G, con này giá bán cho mình là 2 triệu mốt nè. 2 triệu mốt nha anh chị ơi. Đó, rất là đẹp luôn ha, 2 triệu mốt có sạc ốp lưng và dán cương lực sẵn cho mình luôn. Đó, hàng là hàng mới chưa qua sử dụng gì hết nha anh chị. Đây là Oppo A56 5G á. RAM 4 bộ nhớ 128GB nha. Rồi, tiếp tục là một con dòng máy Redmi K30 Ultra. Redmi K30 Ultra thì cũng hàng mới full hộp cho mình nha anh chị. Đó, em sẽ mở ra bên trong để giới thiệu cho anh chị nha. Trong này là gồm có bộ sạc ốp lưng và một cái miếng dán cương lực đầy đủ cho anh chị luôn. Hàng mới là mới full hộp full box cho mình luôn, chưa qua sử dụng nha anh chị. Đó, màu này màu xanh ngọc này. Hình thức thì đẹp kem 100% cho mình nha. Con này cấu hình của nó là RAM 8 nha anh chị. RAM 8 bộ nhớ 128GB, màn hình AMOLED 6.67 inch nè. Đó, màn hình full tràn viền nha anh chị. Redmi K30 Ultra nha, bản 5G cho anh chị. RAM 8 128GB, con này pin của nó là tới 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình, sạc và sạc 35W nha. Quên, sạc và sạc 33W nha anh chị. Đó, Redmi K30 Ultra này. Con này giá bán cho mình là 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu rưỡi nha anh chị. Nó sở hữu cái camera là camera thục thò cho mình luôn ha. Đó, cam trước là dạng cam thục thò nha anh chị, rất là đặc biệt luôn này. Đó, cam sao nét cực kỳ luôn nha. Giá bán là 3 triệu rưỡi. Con này sở hữu chip là chip Dimensity là 1000 nha anh chị. Đó, máy mới 100% cho mình, hỗ trợ sạc nhanh 33W. Giá 3 triệu rưỡi cho anh chị nha, 3 triệu rưỡi này. Có bộ sạc này nha anh chị, bộ sạc ốp lưng và một cái dán cương lực trong này nữa ha. Hàng mới full hộp thì mình xài rất là yên tâm nha anh chị. Đó, Redmi K30 Ultra 3 triệu rưỡi cho mình ạ. Rồi, tiếp tục chuyển sang một con dòng máy full hộp thứ ba nha. Đây là dòng máy Oppo. Oppo K9s nha anh chị, Oppo K9s. Con này là em mới khui cái seal ra lúc nãy nha anh chị, khui ra để giới thiệu bên trong cho anh chị nha. Đó, hàng mới full hộp cho mình, rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây là Oppo K9s nha anh chị, Oppo K9s. K9s 5G. Rồi, mình mở ra bên trong nha. Đó, nhìn cái hộp của nó rất là sang chảnh. Trong này là có ốp lưng và một cái miếng dán cương lực cho mình ha. Rồi, sạc và sạc và sạc 33W nha anh chị. Màu đen nha anh chị ơi, màu đen. Máy mới 100%, Oppo K9s 5G cho mình này. Vân tay tích hợp nút nguồn cho anh chị. Con này màn hình của nó là 6.59 inch này. 6.59 inch nha anh chị. Đó, Oppo K9s 5G. RAM 8 cộng 8 bộ nhớ là 256GB nha. Phiên bản Android con này là 12 chấm nha anh chị. Đó, máy đẹp leng keng cho mình luôn. Đó, máy mới 100% chưa xài gì hết nha anh chị, mới khui siêu hồi trưa thôi ha. Con này giá bán cho anh chị mình là 3 triệu 2. Đó, Oppo K9s 5G màu đen nha anh chị ơi. Đó, màu đen, full chức năng hết cho mình nha. Rồi em sẽ test cái loa cho mình xem xíu. Chị vào xem nha. Đó, nó chạy rất là mượt luôn ha. Gồm có bộ sạc nhanh, sạc là sạc 33W, ốp lưng dán cương lực đầy đủ, máy là máy full hộp full box cho mình. Rồi, Redmi, quên, Oppo K9s là 3 triệu 2 ạ. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển sang dòng máy đã qua sử dụng nha anh chị. Đối với máy đã qua sử dụng thì em sẽ báo rõ tình trạng và cái hình thức cho anh chị mình rõ luôn nha.
Đó, máy đã qua sử dụng thì phụ kiện đi kèm gồm có bộ sạc ốp lưng và dáng khung lực đầy đủ nha anh chị. Rồi mã đầu tiên là dòng máy Samsung. Đây là Samsung J7 Pro này. Bản màu này là màu bạc nha anh chị, màu bạc. Hình thức thì có nhâm sáu theo thời gian nha anh chị. Cái vỏ lưng của nó này nhâm theo thời gian nha. Đó, cái màn của nó cũng có ám nha anh chị, màn ám này. Đó, màn ám nha anh chị ơi, con này RAM là RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha, thích hợp cho anh chị mua về xài làm máy phụ. Đó, lướt web xem phim nghe nhạc thoải mái cho anh chị nha. RAM 3 bộ nhớ là 32 GB, con này pin của nó là 3600, nói chung là máy zin toàn bộ cho mình. Chỉ có cái hình thức của nó là 6 nha anh chị, hình thức 6 nha, con này giá là 650 ngàn nha anh chị, tặng bộ sạc ốp lưng cho mình nha. Đó, Samsung J7 Pro mã số 1 là 650 ngàn nè. Rồi qua mã số 2, mã số 2 là Oppo A3s. Oppo A3s thì em có một con bản màu này là màu đen ạ, à, màu đen nha anh chị. RAM là RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha. Oppo A3s này. RAM 4 bộ nhớ 64 GB, pin con này là 4300 mAh, kiểu dáng màn hình tai thỏ cho anh chị nha. Con này giá bán là 1 triệu chẵn này. Đó, Oppo A3s bản RAM 4 bộ nhớ 64 GB, 1 triệu chẵn. Màu đen nha anh chị ơi, màu đen có bộ sạc ốp lưng và dáng khung lực đầy đủ. Con này hình thức tầm khoảng 93-95% nha. Mã số 2 là 1 triệu chẵn nè. Rồi tiếp tục qua mã số 3. Số 3 là dòng máy Oppo A7. Oppo A7 thì em có hai bản màu cho anh chị. Màu vàng gold, màu vàng đồng chứ màu vàng đồng và màu hồng nhạt nha anh chị. Con này RAM 4 bộ nhớ 64 GB. RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị ơi. Pin con này là 4030 mAh nha, Oppo A7 này, Oppo A7 RAM 4 bộ nhớ 64 GB, pin 4030 mAh. Đó, full chức năng cho mình, màu vàng đồng và màu màu hồng nhạt nha, giá bán là 1 triệu mốt này. Đó, Oppo A7 RAM 4 bộ nhớ 64 GB, mã số 3 là 1 triệu mốt. Rồi tiếp tục qua mã số 4. Mã số 4 là một con dòng máy Oppo, đây là Oppo A1K nha anh chị, Oppo A1K. RAM là RAM 2 bộ nhớ là 32 GB nha. Mấy cái dòng này thì anh chị mua về xài làm máy phụ. Đó, cho ông cho bà mua thay thế cái dòng máy cục gạch để xài rất là ok nha. Lên mạng xã hội thì review Oppo A1K bản 32 GB màu đen, con này giá bán là 850 ngàn nha. Mã số 4 là 850 ngàn cho anh chị. Rồi tiếp tục qua mã số 5. Mã số 5 là dòng máy Oppo F7. Oppo F7 thì em có bản màu đen nha anh chị, màu đen cho mình ha. Con này tầm khoảng 92-93% gì đó nha anh chị. Đó, màn hình con này là 6.6.2 inch á, kiểu dáng màn hình tai thỏ cho anh chị. RAM là RAM 6 bộ nhớ 128 GB nha. Rồi tiếp theo qua mã số 5. Mã số 5 là dòng máy Oppo F7 này. Oppo F7 thì màu đen nha anh chị, màu đen. Con này cái chỗ cái vân tay của nó có hơi xước nha anh chị, có hai xước hai chỗ nha. Đó, em chỉ chỗ chỗ mà cái ngón tay em chỉ này. Đó, anh chị thấy rõ không? Hình thức này tầm khoảng 92-93% gì đó nha anh chị. RAM là RAM 4 bộ nhớ là 64 GB. Màn hình con này là 6.2 inch nha, kiểu dáng màn hình tai thỏ, nói chung là màn sáng đẹp không ám hố phản quang. RAM 6 bộ nhớ 128 GB, con này giá bán cho mình là 1.250.000 đi ha. Đó, RAM 6 128 GB, mã số 5 là Oppo F7, giá chỉ có 1.250.000 thôi nha anh chị, có sạc ốp dáng khung lực đầy đủ cho mình nè. Đó, RAM 6 128 GB, 1.250.000 cho mã số 5 nha. Rồi tiếp tục qua mã số 6. Số 6 là một con dòng máy Redmi. Đây là Redmi Note 11 Pro 5G nha anh chị. Máy tầm khoảng 92-93% nha. Nói chung là cũng còn khá là ok, khá là đẹp. Màn hình con này là màn hình AMOLED 6.67 inch nha anh chị. Redmi Note 11 Pro 5G này. Cấu hình con này là RAM 8 cộng 3. RAM 8 cộng 3 bộ nhớ của nó là 128 GB. Nó sở hữu chip Snapdragon là 695 nha, 695. Con này thì pin sạc của nó đến 65W nha anh chị, hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Lô kép lô đồ đầy đủ cho anh chị luôn. Con này giá bán cho mình là 3 triệu tư này. Redmi Note 11 Pro 5G full chức năng cho anh chị, giá bán cho mình là 3 triệu tư nha.
sạc ốp lưng và dáng cương lượng đầy đủ, sạc là sạc 67W nha anh chị. Đó, cam của nó lên đến 108 MP, con này giá là 3,4 triệu, mã số 6 là 3,4 triệu ạ. Rồi tiếp tục qua mã số 7. Số 7 là dòng máy Vivo, đây là Vivo V23e nha anh chị. Vivo V23e này, RAM 8/128GB cho mình ha. Màn hình con này là màn hình AMOLED. Màn hình Super AMOLED 6.5 inch này, RAM 8+4, bộ nhớ 128GB, phiên bản Android 13 chấm nha anh chị. Đó, con này giá bán cho mình là 3,1 triệu nè. Chiếc Helio là G96 nha anh chị, giá là 3,1 triệu cho mình nha, mã số 7 3,1 triệu. Rồi tiếp tục qua mã số 8. Mã số 8 là một con dòng máy Redmi. Đây là Redmi 10C nha anh chị. Redmi 10C thì em có bảng màu này là màu xanh nhạt nha. Màu xanh nhạt cho anh chị. Màn hình con này tới 6.7 inch á. Màn hình lớn nha anh chị, 6.7 inch. RAM là RAM 4, bộ nhớ 64GB. RAM 4, bộ nhớ 64GB và pin của nó là 5000mAh. Đó, pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị nha. Con này giá là 1,7 triệu nè. Mã số 8 giá 1,7 triệu cho anh chị nè. Rồi tiếp tục qua mã số 9. Số 9 là dòng máy Oppo A9. Oppo A9 thì em có hai bảng màu cho mình lựa chọn, màu trắng với màu xanh đen ạ. Trắng với xanh đen, con này thì hình thức trên 95% cho mình nha. Đó, full chức năng tất cả cho anh chị. RAM là RAM RAM 8, bộ nhớ của nó là 128GB. RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin thì tới 5000mAh. Nó sở hữu chip Snapdragon là 665 nha. Con này nó có loa kép cho anh chị nha. Loa kép thì âm thanh của nó rất là to, cả về loa đàm thoại và loa ngồi nha anh chị. Đó, Oppo A9 2020 giá là 2 triệu chẵn nè. Màu xanh đen và màu trắng là 2 triệu chẵn ạ. Rồi tiếp tục qua mã số 10. Mã số 10 là dòng máy Redmi. Đây là Redmi 10 5G, màu xanh ngọc ạ. Redmi 10 5G nha anh chị. Con này thì cái viền của nó là viền vuông nha, vân tay tích hợp nguồn cho anh chị. RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Redmi 10 5G, RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin của nó tới 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Con này giá 1,9 triệu nè. Mã số 10 là Redmi 10 5G nha anh chị, hỗ trợ mạng 5G 1,9 triệu cho mình nha. Rồi tiếp tục qua mã số 11. Số 11 là dòng máy Vivo này. Đây là Vivo Y36. Vivo Y36 nha anh chị, màu xanh ngọc. Con này tầm khoảng 95% nha anh chị, viền vuông nha, viền vuông, hai cam tròn và một đèn flash này. Đó, đẹp 95%. Con này màn hình của nó là tới 6.67 inch nha anh chị ơi, màn hình 6.67 inch. Chip Snapdragon là 680 nha, con này RAM là RAM 8+8 này. RAM 8+8, bộ nhớ là 256GB nha, phiên bản Android 14 chấm. Đó, đời mới nha anh chị, con này giá là 2,9 triệu ạ. Vivo Y36 cho mình nha. Vivo Y36, con này sạc là sạc 44W cho mình ha. Đó, máy rất là đẹp luôn, màu xanh ngọc, 2,9 triệu thôi nha anh chị. RAM 8+8, bộ nhớ là 256GB, hàng công ty chính hãng cho mình nha, 2,9 triệu nè. Rồi tiếp tục qua mã số 12. Mã số 12 là Oppo, đây là Oppo A31. Oppo A31 thì em có bảng màu đỏ cho mình nha, còn màu đỏ này. Đó, con này tầm khoảng 98-99% nha anh chị, máy đẹp len keng. RAM là RAM 4, bộ nhớ 128GB, hàng là hàng công ty chính hãng toàn bộ cho mình nha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 128GB, pin thì 4030mAh. Con này giá bán là 1,550 triệu đi ha. Đó, Oppo A31 nha anh chị, Oppo A31 là 1,550 triệu. Rồi tiếp theo qua mã số 13. 13 là dòng máy Redmi K30. Đây là Redmi K30 4G nha anh chị, màu tím này. Con này hình thức tầm khoảng 93-95% nha anh chị, màn hình 6.67 inch. Màn hình con này là kiểu dáng màn hình nốt ruồi nha anh chị. RAM là RAM 6. RAM 6, bộ nhớ của nó là 128GB nha. Chip Snapdragon là 730 nè. Đó, máy zin full tất cả nha anh chị. Con này giá chỉ có 2,1 triệu thôi nha. Giá 2,1 triệu cho dòng máy Redmi K30 ạ. Đó, Redmi K30 mã số 13 là 2,1 triệu. Pin 5000 nha anh chị, hỗ trợ sạc nhanh, sạc là sạc 33W nha. Đó, RAM 6, bộ nhớ 128GB, chỉ có 2,1 triệu thôi ạ. Rồi tiếp tục qua mã số 14. Mã số 14 là một con dòng máy Samsung. Đây là Samsung A13 này. Samsung A13 thì màu đen nha anh chị, màu đen. Con này màn hình của nó là 6.6 inch nha. Đó, màn hình 6.6 inch. RAM là RAM 4, bộ nhớ 128GB.
Pin tới 5015B có hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Con này phiên bản Android 13 chấm á. Đó, giá bán là 2 triệu tư nha. Mã số 14 là Oppo A13. Quên, Samsung A13 chứ. Samsung A13 là 2 triệu tư nè. Rồi tiếp tục qua mã số 15. Mã số 15 là một con dòng máy Realme. Đây là Realme C17 nha anh chị. Realme C17 thì màu này là màu xanh nha, màu xanh đen. RAM 4 bộ nhớ 64GB nè. RAM 4 bộ nhớ 64GB và con này pin của nó là 5015B nha anh chị. Kiểu dáng màn hình nốt ruồi cho mình ha. Đó, kiểu dáng màn hình nốt ruồi rất là đẹp luôn nha anh chị. Pin của nó tới 5015B. Có hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Con này tầm khoảng 98%. 1 triệu 7 cho mã số 15 nha. Rồi tiếp tục qua mã số 16. Mã số 16 là dòng máy Vivo. Đây là Vivo S1 Pro nha anh chị. Màu này màu trắng mà trắng nó hơi xanh xanh nha anh chị. Màu trắng xanh cho anh chị ha. Màn hình con này nó có hơi ám nha anh chị. Màn hình có hơi ám nhẹ theo thời gian nha, không đáng kể nha mọi người. Đó, máy zin toàn bộ cho anh chị. Con này RAM là RAM 8, bộ nhớ của nó là 128GB này. Đó, Vivo 1920 hay còn gọi là Vivo S1 Pro. Chip Snapdragon là 665 nha, máy zin toàn bộ. Con này giá bán cho mình là 1 triệu 9 nha anh chị. Mã số 16, Vivo S1 Pro RAM 8 bộ nhớ 128GB. Con này vân tay của nó là nó hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Đó, mấy cái dòng này xài ngon nha, máy zin toàn bộ, màn hình AMOLED luôn á. 1 triệu 9 cho mã số 16. Rồi tiếp tục qua mã số 17. Mã 17 là dòng máy Redmi 9A. Redmi 9A thì em có bảng màu này là màu xanh dương nha anh chị ơi, màu xanh dương. Con này RAM là RAM 2 bộ nhớ 32GB. RAM 2 bộ nhớ 32GB nha. Đó, mua về cho mấy bác lớn tuổi xài xem YouTube đó, vào Zalo, Facebook xem YouTube thì ok nha. RAM 2 bộ nhớ 32GB. Máy xài hai sim hai sóng nha anh chị. Con này được cái là nó pin trâu. Pin tới 5015B nha và màn hình 6.5 inch, con này giá 1 triệu này. Mã số 17 giá 1 triệu cho mình nha, Redmi 9A. Rồi tiếp tục qua mã 18. Mã 18 là dòng máy Samsung M11 này. Samsung M11 thì em còn một con bảng màu xanh này, xanh lá nha anh chị, xanh lá. RAM là RAM 3 bộ nhớ 32GB nha, con này pin của nó tới 5000 á. Pin 5015B nha anh chị, có hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Đó, Galaxy M11 này. Con này giá bán là 1 triệu tư ạ. Mã số 18 nha anh chị, mấy cái dòng này xài bền nha. Samsung M11 giá 1 triệu tư cho mã số 18. Rồi tiếp tục qua mã số 19. Mã số 19 là một con dòng máy Realme. Đây là Realme Nano 50i nha anh chị. Màu đen cho mình nha. Con này RAM là RAM 4 bộ nhớ 64GB nè. RAM 4 bộ nhớ 64GB và pin cũng nói tới 5015B nha anh chị. Máy xài hai sim hai sóng cho mình nha. Pin trâu màn hình lớn. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64GB, con này giá là 1 triệu tư. Mã số 19 1 triệu tư cho anh chị nha. Rồi tiếp tục lên mã số 20. Mã 20 là dòng máy Redmi 10A. Redmi 10A là mã 20 nha anh chị, con này cũng RAM 4 bộ nhớ 64GB luôn nha. Màn hình 6.5 inch, con này giá cũng 1 triệu tư nha anh chị. Đó, Redmi 10A này, pin 5015B. Màn hình 6.5 inch nha, 1 triệu tư cho mã số 20. Rồi tiếp theo qua mã số 21. Mã 21 là dòng máy Samsung A20. Samsung A20 thì màu đen nha anh chị. Cái màn con này là nó ám nha anh chị. Ám nặng nha. Ám nặng anh chị nhìn thấy rõ không ạ? Nó chia làm hai màu, ở trên màu trắng trắng, ở dưới nó màu hồng này. Đó. Con này ám nặng cho anh chị nha. Mua về xài làm máy phụ chữa cháy thì ok nha anh chị. Đó. Xài chức năng vẫn full ok hết nha anh chị ơi. Mấy cái màn hình AMOLED thì nó thường bị như thế này này. Xài lâu nó thường bị như thế này nha. Galaxy A20. Con này cấu hình của nó là RAM 3 bộ nhớ 32GB. Phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị. Đó. Con này giá bán là 1 triệu chẵn cho anh chị ha. Mã số 21. Máy zin toàn bộ nha anh chị. Mã số 21 là 1 triệu chẵn. Samsung A20 nè. Rồi tiếp tục qua mã số 22. Mã số 22 là dòng máy Poco. Đây là Poco M3 nha anh chị. Poco M3. Màu này là màu xanh, này là màu xanh dương nha. Cái lưng của nó là thiết kế kiểu lưng nhám nha anh chị. Vân tay tích hợp nó nguồn cho mọi người ha. Con này RAM là RAM 4 bộ nhớ 64GB. Pin 5015B nha anh chị, pin 5015B hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Quên, con này pin tới 6000 chứ. Poco M3 là pin 6000 nha anh chị, con này giá là 1 triệu 6 này. Rồi tiếp tục qua mã số 23. Mã 23 là dòng máy Redmi, đây là Redmi 9 ạ. Redmi 9 thì bản màu xanh lá nha anh chị. Hình thức con này cũng trên 95% cho mình này.
RAM 4 bộ nhớ 64GB nha. Đó Redmi 9. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Pin 5000 mAh nha. Con này giá bán là 1 triệu triệu rưỡi đi ha. Mã số 23. Redmi 9 giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha anh chị. RAM 4 64GB, pin 5000 mAh, 1 triệu rưỡi nè. Rồi tiếp tục qua mã số 24. Mã 24 là dòng máy Realme C3. Realme C3 thì em có bảng màu đỏ nha anh chị, màu đỏ cho mình nè. Con này RAM là RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Đó Realme C3 này, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin của nó là tới 5000 nha anh chị, pin 5000 mAh, bảng màu đỏ cho anh chị nha. Pin trâu, màn hình lớn, vân tay đầy đủ hết nha anh chị. Máy xài 2 SIM 2 sóng, con này giá là 1250 nha. Mã 24 là 1250. Rồi tiếp tục lên mã số 25. Mã số 25 là dòng máy Oppo, đây là Oppo A15 màu trắng này. Oppo A15 màu trắng nha anh chị, con này RAM là RAM 3 bộ nhớ 32GB đó. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin thì ở 4300 mAh nha. Nó chạy chip là chip tiết kiệm pin cho mình nha, chip Helio là B35. Con này giá bán là 1 triệu tư ạ. Đó, thanh lý giá rất là rẻ nha anh chị, mã số 25 là giá 1 triệu tư, Oppo A15 nha. Rồi tiếp tục qua mã số 26. Mã 26 là Vivo i20s này. Vivo i20s thì RAM 6 nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Đó, hàng là hàng công ty chính hãng toàn bộ cho mình nha. RAM 6 128GB. Pin con này là 5000 mAh. Đó, pin 5000 mAh hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị, vân tay tích hợp đúng nguồn. Con này giá là 1 triệu 7 ạ. Mã 26 nha anh chị, mã 26 Vivo i20s là 1 triệu 7. Rồi cuối cùng là mã số 27 này. Mã 27 là dòng máy Realme C21i. Realme C21i là màu xanh nhạt nha anh chị. Con này máy thì tầm khoảng 95% á. RAM 4 bộ nhớ 64GB. RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị ơi. Pin của nó tới 5000 mAh. Đó, Realme C21i nha. Full chức năng hết nha anh chị. Con này giá 1 triệu rưỡi cho mình nha. Đó, đầy đủ phụ kiện cho anh chị luôn. Rồi hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một vài con như vậy thôi, thì mình cứ xem được con nào ok thì mình liên hệ trực tiếp cho em để chốt hàng nha. Số điện thoại là 0879182796 nha anh chị, hoặc là anh chị cứ nhắn tin Zalo qua số điện thoại này cũng được ha. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.